Em chủ kênh Lan Dương Minh Hiếu xin kính chào toàn thể các bác cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay là phiên ngày 31 tháng 3 năm 2020, nhà vườn Minh Hiếu chúng em đã có lên một số mặt hàng đẹp chuẩn con giống lên để chia sẻ cho toàn thể các bác cô chú anh chị sưu tầm. Các bác cô chú anh chị xem bài xem video cho em xin một lượt đăng ký kênh. Hàng ngày em lên video chia sẻ những mặt hàng chuẩn con giống dễ đẹp thì cũng mong toàn thể các bác cô chú anh chị ủng hộ cho nhà em. Hôm nay em cũng có lên 29 đơn hàng lên để chia sẻ cho toàn thể các bác cô chú anh chị sưu tầm. Thì em cũng không để các bác phải chờ đợi lâu, em xin vào phần giới thiệu chi tiết cho từng đơn hàng của nhà mình hôm nay. Thì em vào đơn hàng đầu tiên nhất của nhà em. Đơn hàng đầu tiên nhất của nhà em là hai cây á mắt châu lưng xanh của Phú Thọ các bác nhé. Đây, hai con cây nhỏ thôi, một cây dài khoảng gần 4 cm, một con cây dài khoảng hơn 2 cm. Và ở bên dưới đây các bác nhé, nó còn một cái hạt lạc này nữa, tổng nó là tận 3 cây cơ, tổng 3 cây. Hôm nay em giảm giá để cho các bác sưu tầm. Thì em sẽ cho các bác xem mặt bông của á mắt châu lưng xanh. Đây là mặt bông của á mắt châu lưng xanh Phú Thọ các bác nhé, rất là ok, mắt thì là khá là to và phân thủy của nó khá là sạch, rất là đẹp, rất là đẹp. Những mặt hàng này đã có hoa, em bảo hành tuyệt đối cho các bác, bảo hành tuyệt đối về những mặt hàng đã có hoa các bác nhé, đã có hoa, bảo hành tuyệt đối. Đơn số 1 là 700.000, chia sẻ hợp lý cho các bác sưu tầm 700.000 cho đơn số 1, 2 cây và một cái hạt lạc, tổng là 3 700.000. Qua là ok các bác nhé. Em chuyển qua đơn số 2, vẫn là một con kỳ á mắt châu lưng xanh Phú Thọ, đấy kỳ để dài khoảng hơn 10 cm một chút. Và một con kỳ đây, một con kỳ bên cạnh đây các bác nhé, rất là ok. 2 kỳ 950.000, 950.000 cho đơn số 2. Em chuyển qua đơn số 3. Đơn số 3 của nhà em là một cái chảo số số ám địch quá các bác nhé. Thân lá thì nó quá giống, nhưng mà cái này nó chưa có mặt hoa, chưa mặt hoa. Em chia sẻ số số cho các bác về các bác quay. Thì đây các bác nhé, nó đã lên được 2 mầm gốc đây các bác này, 2 mầm gốc này. Và ở trên thân là nó ra được khoảng là mắt nào nó cũng đã sưng hết rồi các bác nhé, mắt nào cũng đã sưng rồi. Đây, những cái mắt này nó cũng đã lên hắn nhú hắn kỳ rồi, những mắt trên này là nhú hắn kỳ rồi. Ở bên dưới, những cái mắt ở bên dưới nó đã sưng hết rồi các bác nhé, mắt bên dưới là mắt nào cũng sưng hết rồi, rất là ok. Thân lá thì rất giống ám địch quá, nhưng mà nó chưa có hoa nên là em chia sẻ số số cho các bác quay, rất là giống các bác nhé. Thằng lá nhỏ ám số số ám địch quả lá nhỏ của Thanh Sơn Phú Thọ. Ở đây nó có 2 cây, đây một con kỳ đây, thì nó đi được ra 2 mầm gốc lên tốt như thế này rồi, 2 mầm gốc lên rất là đẹp, rất là đẹp các bác nhé. 500.000 cho đơn số 3, một cái chậu số số ám địch quả rất là đẹp các bác nhé, kỳ trên thân rất là nhiều rồi, mầm gốc thì lên quá là khỏe luôn, mầm gốc lên quá là ok. Đơn số 3 500.000. Em chuyển qua đơn số 4. Đơn số 4 của nhà là 2 cây mít lá gân của Đà Bắc. Đây các bác nhá, rất là đẹp luôn, rất là đẹp, quá là đẹp luôn các bác nhá. Lá quá là dày và bóng lá, không khác gì lá mít của bà của Văn Sơn luôn, không khác gì luôn các bác nhá. Lá quá là rẻ và bóng. Đơn số 4, 2 kỳ này là 400.000, chia sẻ hợp lý cho các bác sưu tầm 400.000 cho hai con kỳ. Em chuyển qua đơn số 5, là con kỳ bên cạnh đây các bác nhá, con kỳ này. Đơn số 5 cũng vẫn là 400.000 cho con kỳ như này, 400.000, chia sẻ hợp lý. Lá nó quá rẻ và gần các bác nhá, là quá rẻ và gần, 400.000. Em chuyển qua đơn số 6, là con kỳ bên này, nó cũng đã lên mầm gốc đây các bác nhá, rất là ok. Đơn số 6 cũng vẫn là 400.000, 400.000 cho một con kỳ mít la gân của Đà Bắc, rất là đẹp, 400.000 cho đơn số 6. Em chuyển qua đơn số 7. Đơn số 7 của nhà là một con kỳ mít phù luông Sơn La. Thì đây các bác nhé, rất là đẹp. Hôm nay em giảm giá cho các bác sưu tầm 200.000 cho đơn số 7, nó đã lên mầm gốc đây các bác nhé, rất là đẹp, một kỳ mít rất là đẹp như này, 200.000. Em chuyển qua đơn số 8, là con kỳ này các bác nhé, vẫn là một con kỳ mít phù luông của Sơn La. Thì đây,
khá là đẹp. Đơn số 8 cũng vẫn là 200.000. Em chuyển qua đơn số 9 là cái con kia này các bác nhá. Con kia này cũng đã lên mầm gốc rồi. Đơn số 9 cũng vẫn là 200.000, chia sẻ hợp lý cho các bác sưu tầm. Em chuyển qua đơn số 10. Đơn số 10 của nhà em là một cái chậu mít xếp thân thú F27 các bác nhá. Thì đây, kỳ 51, đây nó đã bị tách lẻ thân mẹ đây các bác nhá, tách lẻ thân mẹ. Con này đã lên hai mầm gốc, xương hai mầm gốc, rất là ok, rất là đẹp. Một cái con kỳ như này, kỳ 51 đã đạt F20 các bác nhá. Đây các bác, dài khoảng tầm hơn 40cm, đã đạt F20, qua là ok luôn các bác nhá. Dòng F20 bé sang năm nó sẽ rất là đạt. Cái này chưa mặt hoa, thân lá xanh sạch 100% các bác nhá. Đây, thân lá này không có một vết nào luôn, xanh sạch 100%. Kỳ trên thân đang bắt đầu sưng rồi các bác nhá, đang bắt đầu sưng kỳ trên thân rồi, rất là ok. Mầm gốc đây, mầm gốc thì cũng đã sưng lên rồi, rất là ok. Em chia sẻ cho các bác hợp lý 1.500.000, 1.500.000 cho một con kỳ hiện tại đang đạt F20 các bác nhá. Sang năm 2, năm 3 nó sẽ đạt F27, rất là ok, rất là ok. Một con kỳ mít xếp thần thú đẹp như thế này, 1.500.000. Rồi hình số 10, các bác chuyển qua hình số 11 là cái con kỳ bên cạnh đây các bác nhá. Kỳ này dài khoảng 20cm. Đây các bác nhá, rất là đẹp luôn, rất là đẹp, một trong những cái dòng mít xếp qua là ok. Thì cái con kỳ nhỏ này nó cũng đã lên mầm gốc đây các bác nhá. Ở đây nó còn có hai kỳ. Em chia sẻ cho bác là 900.000 cho hình số 11 cho hai con kỳ như này. Một con kỳ nhỏ hơn. Đây các bác nhá. Đây là thân mẹ của nó này. Rất là khủng luôn. Đầu ngọn của thân mẹ này nó đã khủng như này rồi. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Một con kỳ mít xếp 900.000 cho hai con kỳ nhỏ bên cạnh đây các bác nhá. 900.000 thôi. Chia sẻ hợp lý cho các bác sưu tầm 900.000 cho hình số 11. Em chuyển qua hình số 12. Hình số 12 của nhà em là một cái chậu mít lá xếp tân lạc. Thì đây các bác nhá, mầm gốc của nó này đang lên rất là nhiều, rất là ok. Đây các bác nhá, rất là đẹp. Con kia hình số 12 đã lên hai mầm gốc các bác nhá, lên hai mầm gốc, rất là ok. Dài khoảng hơn 20cm, rất là đẹp. Em chia sẻ cho các bác là 400.000 cho hình số 12, 400.000 cho con kia như này, qua là ok các bác nhá. Chỉ có 400.000 thôi, rất là đẹp. Em đã chuyển qua hình số 13. Hình số 13 là con kia bên này các bác nhá. Thì con kia bên này nó cũng đã nổ rất là nhiều mắt kia ở thân đây các bác nhá, rất là nhiều rồi. Hai mầm gốc. Một mầm gốc đây, mầm gốc đây và một mầm gốc bên kia các bác nhá. Mầm gốc bên kia, hai mầm gốc. Rất là ok. Dài khoảng 30cm. Dài khoảng 30cm. Em chia sẻ cho các bác là 450.000 cho hình số 13. Em đã chuyển qua hình số 14 là cái con kia này các bác nhá. Con kia này rất là ok, đã đem một mầm gốc. Con kia này em chia sẻ cho các bác là 250.000 cho hình số 14. Hình số 14 là 250.000 cho cái con kia này các bác nhá, rất là đẹp. Em đã chuyển sang hình số 15. Hình số 15 là cái con kia này các bác nhá. Hình số 15 là con kia này, nó cũng đã lên hai mầm gốc. Lên hai mầm gốc đây các bác nhé, hai mầm gốc, rất là ok, rất là ok. Hình số 15 là 300.000. Em chuyển qua hình số 16. Hình số 16 là cái con kia này các bác nhé. Nó bị xuống mất mấy cái lá gốc đây. Thì mầm gốc của nó là đây các bác nhé. Mầm gốc của nó là cái này, rất là ok. Đây là mầm gốc của nó này, rất là đẹp. 200.000 cho hình số 16. Bác nào lấy được kỳ nào, em sẽ tách cho bác cả một cái chậu này, rất là đẹp các bác nhá. Cả một chậu rất là đẹp đấy. Mầm gốc lên như mưa luôn. Mầm gốc lên quá nhiều luôn các bác nhá. Kỳ trên thân nó cũng đang ra tất đây rồi. Rất là nhiều kỳ trên thân đây. Rất là ok. Em chuyển qua hình số 17 của nhà. Hình số 17 của nhà là một con kỳ số 5 cánh trắng hiền oanh. Kỳ dài khoảng tầm 20cm, chưa mạt hoa. Rất là mập mạp. Thân lá thì rất là giống nằm cánh trắng hiền oanh, hay còn gọi HO.
em chia sẻ cho các bác số chưa có mặt bông. 250.000 cho hình số 10 bé, một con kỳ dài khoảng 20 cm. 250.000 các bác nhá, một con kỳ số HO chỉ có 250.000 đâu. Hình số 10 bé, em chuyển qua hình số 18, đó là một con kỳ số HO dài cũng khoảng tầm 20 cm. Đây các bác nhá, rất là đẹp, rất là mập đẹp. Hình số 18 cũng vẫn là 250.000. 250.000 cho hình số 18, mầm gốc đang sưng các bác nhá, mầm gốc đang sưng này. Rất là ok. Hình số 18. Em chuyển qua hình số 19. Hình số 19 của nhà là một con kỳ Mid Lagoon của Lạc Sơn. Thì đây các bác nhá, rất là đẹp. Lá qua là rẻ và gần luôn. Kỳ dài khoảng 25 cm. Đây các bác nhá, qua là ok luôn. Một con kỳ như thế này, một con kỳ rất là đẹp, rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp, rất là đẹp cho một con kỳ. Để nó đang sưng mắt đây, rất là ok, qua là ok các bác nhá. Một con kỳ như này, 500.000 cho hình số 19, 500.000 thôi. Con kỳ như này, 500.000. Em chuyển qua hình số 20. Hình số 20 của nhà là một con kỳ Mít Lạc Sơn. Đây các bác nhá, lá bóng nhỏ ấy luôn, kỳ nó nhỏ rồi, đang sưng lên mầm gốc đây, mầm gốc đang lên rồi. 200.000 cho một con kỳ Mít Lạc Sơn đẹp như thế này. 200.000 các bác nhá, chỉ có 200.000 đâu, qua là ok luôn. 200.000 cho hình số 20. Em chuyển qua hình số 21 là hai kỳ Mít Lạc Sơn. Đây, rất ok. Mỗi một con kỳ đã lên một mầm gốc rất là đẹp. Hai con kỳ này em chia sẻ cho các bác là 300.000. 300.000 cho hình số 21, chỉ 300.000 thôi. Hai kỳ, quả là ok. 300.000. Em chuyển qua hình số 22 là một con kỳ số bẹt lâm sung. Đây các bác nhá, thân lá rất là giống, tím lếm luôn, rất là giống bẹt lâm sung. Chưa mặt hoa, em chia sẻ số về cho các bác quay. Rất là đẹp. 150.000. 150.000 cho hình số 22. Em chuyển qua hình số 23. Hình số 23 là con kỳ này các bác nhá, rất là đẹp, rất là giống. Hình số 23 cũng vẫn là 150.000. 150.000, rất là ok. Em chuyển qua hình số 24 là con kỳ này. Hình số 24 là con kỳ này, vẫn là 150.000 các bác nhá, 150.000. Em chuyển qua hình số 25. Hình số 25 của nha là một cái chậu cánh tiêu. Em sẽ cho các bác xem mặt bông của cái chậu này. Đây các bác nhá, đây là mặt bông của cánh tiêu này, rất là đẹp. Người ta, em sưu tầm, người ta ươm, người ta cũng đã đánh dấu đây các bác nhá, hình dấu chữ mặt hoa này. Thì ở đây cái chậu này nó có 3 kỳ. Đây các bác nhá, rất là khỏe, người ta ươm cũng rất là khỏe. 3 kỳ. Có kỳ này, hình số 25, con kỳ này là 300.000, rất là đẹp, dài khoảng gần 20 cm các bác nhá. Con kỳ bên cạnh đây cũng vẫn là 300.000, dài cũng khoảng gần 20 cm. Hình số 26, hình số 25 và 26, mỗi kỳ 300.000. Em chuyển qua hình số 27 là con kỳ bên này các bác nhá. Con kỳ này dài khoảng 30 cm, dài khoảng 30 cm. Em chia sẻ cho các bác là 400.000. 400.000 cho một con kỳ mặt hoa cánh tiêu các bác nhá, rất là đẹp, rất là đẹp. 400.000 cho hình số 27, rất là ok. Em chuyển qua hình số 28. Hình số 28 của nha là một cái chậu đột biến lá. Thì đây các bác nhá, lá của nó đang đột biến này, nhìn nó như kiểu là lá kế phát tài này, nó đang đột biến lá này. Thì ở đây nó có hai con kỳ này, hình số 28 em chia sẻ cho các bác hợp lý 350.000 cho các bác sưu tầm, 350.000 cho hai con kỳ này các bác nhá, rất là đẹp. Em chuyển qua hình số 29, vẫn là hai con kỳ bên cạnh đây, đột biến lá, đầy lá này các bác nhá, rất là ok. Hình số 29, hai kỳ cũng vẫn là 350.000, 350.000 cho hai kỳ, qua là ok. Một cái chậu nhìn này rất là đẹp các bác nhá, rất là đẹp. 350.000 cho hai kỳ, bên này cũng 350.000 cho hai kỳ. Thì nhà em hôm nay cũng có 29 đơn hàng lên để chia sẻ cho toàn thể các bác cô chú anh chị sưu tầm. Để bác nào lên sưu tầm được cái mặt hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0988 692
2003 em tư vấn kết thúc video. Em xin chúc toàn thể các bác, cô chú, anh chị đã có một ngày học tập và làm việc, công tác mạnh khỏe, vui vì hạnh phúc bên người thân, bên gia đình của mình. Em xin kết thúc video, hẹn các bác vào những cái video tiếp theo của nhà em.